Rồi bây giờ chúng ta sẽ luyện tập đánh khối chuyển tông nhá. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện là đi một cái đường led. Led ở đây chúng ta sẽ thực hiện là hai đường led, một led chính và một led phụ của một cái vùng khối. Bây giờ mình sẽ thực hiện là led chính. Led chính là cái led mà chúng ta sẽ cần phải xác định được cái khung của một cái hình xăm á. Đây thì mình đã đi được một cái led rồi. Led này chính là cái led chính nhá, led chính của một hình xăm nhiệt cổ, hình xăm khối. Và cái led phụ chính là cái led mà chúng ta sẽ thực hiện đi. Thì led phụ là chính là cái phần led ở phần đầu khối này, thì được gọi là led phụ này. Chúng ta sẽ lướt từ dưới lướt lên, chứ không được lướt từ trên lướt xuống mà anh em nhé. Lướt từ dưới lướt lên này. Đấy, chúng ta lướt thật là nhẹ thôi, để cho cái đường khối ở cái phần đầu khối này nó thật là mờ. Đây chúng ta đã xác định được một cái vị trí khối cần đánh chuyển tông nhiệt cổ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện là đánh khối chuyển tông nhé. Về mực thì mực ở đây thì chúng ta đã pha, mình đã pha ra ba tông rồi, tông đậm, tông vừa và tông nhạt. Thì chúng ta sẽ thực hiện là chúng ta sẽ sử dụng là ba tông mực để chúng ta đánh khối chuyển tông. Như là khi mà học ở trên giấy ấy, thì mọi người cũng đã được học rồi. Chúng ta sẽ sử dụng kim GM nhé. Kim 13, 15, 21, 25 tùy. Đấy, anh em có kim nào thì anh em sử dụng kim đấy. Kim càng to thì anh em sẽ đánh càng mịn nhé. Nên anh em sẽ sử dụng kim 15 đổ lên cho mình. Còn nếu như mà khi mà anh em thực hiện cái hình xăm, cái khối xăm ấy, nó ở một cái vị trí nó bé, thì chúng ta có thể sử dụng là kim bé hơn, là kim 11 GM anh em nhé. Khi mà chúng ta đánh thì chúng ta sẽ đánh từ phần nhạt xuống phần đậm. Chúng ta nhúng vào mực nhạt, sau đó chúng ta sẽ nhúng vào nước để hòa một lần nữa, để cho cái mực nó nhạt đi hết cỡ. Đánh thì chúng ta sẽ đánh xoáy thế này này. Chúng ta đánh thì chúng ta sẽ không ghì tay nhé, không ấn tay xuống, mà chúng ta sẽ lướt thật nhẹ thôi anh em xem này. Lướt thật nhẹ thôi nhé. Chúng ta sẽ lướt thật nhẹ thôi. Chúng ta sẽ đánh hơi xoáy một tí. Cái kim nó sắc quá nhỉ. Mình đang sử dụng bằng chiếc máy là chiếc máy Bifox. Chiếc máy này là có giá là khoảng 7 triệu đồng. Nhưng mà khi mà anh em mua qua kênh của mình ấy, thì sẽ được một cái giá vô cùng ưu đãi anh em nhé. Mình sẽ để cho anh em với giá vô cùng ưu đãi, chỉ 6 đồng thôi thì anh em đã sở hữu được một chiếc máy pin tích điện đa dụng, vừa đi led vừa đánh bóng vừa vào màu rất là ngon. Thì chiếc máy xăm này thì sẽ được bảo hành chính hãng 1 năm này, và khi mà anh em mua ấy, thì sẽ được mình hướng dẫn sử dụng máy, cũng như là khi sử dụng máy cũng như là hướng dẫn sử dụng kim cho nó phù hợp với từng hình xăm một, nên anh em khỏi phải lo về phần kỹ thuật để thực hiện với cái chiếc máy xăm này anh em nhé. Chúng ta sẽ đánh, chúng ta sẽ hơi xoáy một tí. Anh em nhìn nha. Đấy, thì cái khối của chúng ta nó sẽ rất là nhạt. Chúng ta vừa đánh vừa xoáy nhá. Lỏng tay thôi. Thì mực ăn nó mới nhạt được. Vừa đánh vừa xoáy này. Xoáy là chúng ta sẽ xoáy ngang thế này, hiểu không? Chứ không phải là xoáy tròn một chỗ, mà chúng ta sẽ xoáy chéo, xoáy dài ra như này. Tại vì cái khối này của chúng ta nó đang là khối dài, thì chúng ta sẽ đánh thế này, xoáy thế này. Còn khi mà chúng ta đánh cái khối mây tròn ấy, thì chúng ta sẽ xoáy tròn nhé. Khi mà đánh khối nhiệt cổ chuyển tông ấy, thì cái phần đầu khối này chúng ta cố gắng đánh thật kỹ để cho nó bo tròn thật là đều. Để cho nó bo tròn thật là đều nhá. Đều từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên thì nhìn cái khối nó sẽ đẹp hơn. Chúng ta sẽ đánh nó dày mực một tí, chúng ta đánh tập khoảng 2 lớp đến 3 lớp. Khi mà chúng ta luyện đánh khối chuyển tông này thì chúng ta sẽ tập trung vào là cái sự chuyển sắc độ của một cái khối.
chúng ta lỏng tay thôi nhá, không sử dụng lực của cổ tay đâu. Nếu như mà chúng ta sử dụng lực của cổ tay ấy, thì nó sẽ bị vết liền. Vết là nó sẽ bị hằn mực, tụ mực ấy. Sau khi chúng ta đánh hết cái phần tông nhạt rồi, giờ chúng ta sẽ đánh cái phần tông vừa. Chúng ta vẫn sử dụng mực nhạt để chúng ta đánh xuống nhé, chứ chúng ta đừng sử dụng mực đậm luôn. Tại vì khi mà chúng ta sử dụng mực đậm luôn ấy thì rất là khó kiểm soát cái lượng mực chuyển tông của một cái khối. Nó sẽ khó hơn rất là nhiều so với chúng ta sử dụng mực nhạt. Chúng ta sử dụng mực nhạt thì chúng ta sẽ đè tầm chồng tầm 2 lớp mực. Thì như thế thì cái mực nó sẽ đậm dần từ từ lên, chứ không phải là nó đùng một cái là nó sẽ đen luôn. Như thế thì chúng ta sẽ kiểm soát cái khối rất là khó. Nên anh em chú ý là anh em sẽ đánh từ khi mà mới tập xăm ấy thì anh em sẽ đánh là từ nhạt cho tới đậm. Như thế thì cái khối chúng ta nó sẽ đẹp hơn. Còn khi mà anh em đã quen rồi và anh em cảm nhận được cái sự chuyển tâm của một cái khối rồi ấy, thì anh em có thể đánh từ đậm cho tới nhạt hay là từ nhạt cho tới đậm thì tùy. Đến lúc đấy thì nó rất là đơn giản. Ok, sau khi chúng ta đánh ở cái vị trí phần giữa của cái khối này chính là cái phần tông vừa rồi, thì phần sát cái phần nét đen này chính là cái vị trí mà chúng ta cần phải tô đen. Chúng ta cần phải tô đen thì chúng ta sẽ đánh từ sát cái phần nét này đánh ra anh em nhé. Anh em chú ý là cái kim này chúng ta phải để cho nó ăn từ cái phần nét ăn ra, chứ không phải là đặt cái đầu ngoài này nhé. Khi mà chúng ta đặt cái đầu ngoài, tại vì từ cái vị trí kim tới vị trí đầu ngoài này nó sẽ có một khoảng 1 ly. Nếu như mà anh em đặt cái vị trí đầu ngoài này vào mà chúng ta đánh ấy, thì nó sẽ không sát nét, nó vẫn bị cách ra một ly hơi trăng trắng. Nó sẽ khiến cho cái khối vị trí chúng ta đánh tông vị trí, chúng ta đánh cái vị trí tông đen ấy, nó sẽ không được sát vào phần nét. Thì thay vì trí đó, chúng ta sẽ để dài kim ra và chúng ta sẽ đánh để chúng ta sẽ nhìn vào kim ấy, để chúng ta sẽ nhìn vào kim xem là nó ăn được vào từ phần nét chưa, và chúng ta sẽ đánh hất ra. Đấy, anh em xem mình đánh này, và anh em sẽ đánh cho nó ăn từ từ thôi nhá, chứ không phải là bổ luôn một cái vào đâu. Chúng ta đánh thì chúng ta vẫn phải xoáy để làm gì, để cho hạt mực nó sẽ nhồi và nó sẽ đan xen vào với nhau, nó sẽ mịn. Khi mà chúng ta đánh tông đen thì chúng ta sẽ đánh thật tay một tí. Chúng ta sẽ cầm chắc máy một tí để chúng ta đánh. Anh em có thấy mình xoáy không? Mình vẫn xoáy nhé chứ không phải không xoáy đâu. Đây là một cái cách đánh khối chuyển tông khá là đơn giản và chúng ta có thể dễ dàng thực hiện. Nếu như mà anh em luyện tập chưa được ấy, thì anh em sẽ luyện đi luyện lại nhiều lần vào nhé, thì nó sẽ được. Khi mà anh em học xăm online thì mình đã hướng dẫn anh em rất là kỹ về cái phần kỹ thuật đánh khối chuyển tông rồi. Là một cái khối chúng ta sẽ phải chia ra làm 3 phần, vị trí phần nào chúng ta đánh như nào, vị trí phần nào chúng ta đánh như nào, và cái cách chuyển tông giữa 3 tông mực ấy thì chúng ta đánh như nào. Đấy, anh em có thể thấy không, mình lau sạch đi này, nó rất chi là sát cái phần nét, nó không bị lem nhem này đó, và nó có một cái độ đen đen rất là kít rồi. Ok, thì bây giờ nó đang phân biệt ra hai tông ở đây là một tông đen với lại một cái khoảng ra tông vừa này, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ rửa sạch kim đi và chúng ta sẽ sử dụng mực tông vừa anh em nhé, và chúng ta sẽ đánh vào cái phần này để cho nó mất cái đường viền này đi là được. Chúng ta sẽ đè vào lớp mực vào đấy. Khi
khi mà chúng ta thực hiện đánh một cái khối này, chúng ta phải nhìn trực tiếp vào cái khối ấy để chúng ta thực hiện, chúng ta xăm, chứ không phải là đấy, ví dụ như chỗ này nó ăn mực rồi, chỗ này nó chưa ăn mực thì chúng ta sẽ tập trung chúng ta đánh vào cái chỗ chưa ăn mực, chứ không phải là chúng ta lại càng ngày chúng ta lại càng nhồi vào cái chỗ ăn mực rồi ấy, anh em nhé, anh em chú ý đấy. Và khi lên càng đánh tông nhạt thì chúng ta sẽ đang càng đánh lỏng tay nhé, càng đánh tông đậm thì chúng ta sẽ là càng đánh chặt tay. Và khi mà anh em lấy mực của tông vừa thì anh em cũng sẽ nhúng vào cốc nước nhé, để cho cái mực nó sẽ loãng hơn một tí, đánh thì nó sẽ mịn hơn và dễ đánh hơn. Cái phần đầu khối anh em sẽ bo ra thật kỹ vào nhé, để cho nó tròn, nó cong tròn đều thì nó sẽ tạo ra một cái khối nó đẹp. Khi mà anh em đánh nó đều với là nó mịn ở trên da giả rồi, mà đến lúc anh em chuyển lên da thật đánh nó sẽ rất là nhàn, đánh nó cực nhàn luôn nhé, chứ nó không khó như là khi mà chúng ta thực hiện ở trên da giả đâu. Rồi, ok. Đây anh em nhé, đây chính là cái điểm khác nhau khi mà chúng ta thực hiện một cái đường nét, một cái khối của một cái khối nó đúng. Thì khi đây phía bên trên này chính là một cái khối mà chúng ta đi đúng kỹ thuật, thì chúng ta đánh khối ra, đánh khối chuyển tông ra thì nhìn cái khối nó rất mềm và đẹp đúng không? Còn đây là cái khối mà chúng ta đi nét bị sai, thì khi chúng ta đi nét khối sai ấy, thì chúng ta đánh ra ấy, kể cả chúng ta đánh một ra một cái khối chuyển tông êm mịn đến bao nhiêu, nhưng mà cái phần đầu khối ấy, nó bị đen và nó bị đậm quá so với tất cả những phần còn lại của một cái khối ấy, thì nó sẽ bị lộ cái phần đầu khối này ra, nhìn rất là thô, rất là xấu đúng không anh em? Đấy, thì cái khối, cái đường nét màu đen này này nó chỉ áp dụng cho cái trường hợp đó, chính là cái khối này chúng ta tô đen hết toàn bộ thì chúng ta được phép là đi cái khối này màu đen, đi cái đầu khối này màu đen, anh em hiểu không? Đó, chúc anh em thành công nhé.